Bệnh nhân nam 49 tuổi ạ. Chào thầy, em xin chào các thầy cô. Sau đây em xin báo cáo ca bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, bệnh nhân nam 49 tuổi, địa chỉ xã Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái, vào viện 9 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021, lý do hiện khó thở. Tiền sử bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng uống thuốc không đều, tiền sử nghiện rượu, sơ gan, đã được điều trị và chọc giò dịch cổ trướng 2 lần, lần gần nhất cách đây 6 tháng. Bệnh sử 10 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân ho nhiều, khó thở, tức ngực phải, có cảm giác căng tức bụng, ngày càng tăng dần, ăn kém, gia đình đưa vào viện. Lúc vào bệnh nhân thấy da sạm, phủ mạc vàng, phủ hai chi dưới, phủ trắng, mềm mấn lõm, đau đầu hai bên thái dương, chóng mặt, không biểu hiện cư trú, thở khó thở khi đi lại và thay đổi tư thế, ho ít, không có đờm, bụng căng xuống, lồi nhẹ, phóng vô dấu hiệu sóng vô dương tính, tuần hoàn mạc đệm rõ, gan to cứng không đau, phản hồi gan mạch cổ âm tính, tim đều trên một thứ hai rõ, tiếng tim bình thường, phổi trái thông khí rõ, không có gan, phổi phải mất thông khí, một thứ hai phía trên, các cơ quan khác chưa phát hiện được vì đặc biệt, mạch 109 lần trên phút, huyết áp 160 đến 90 mmHg thủy ngân. Báo cáo các thầy là các chỉ số xét nghiệm mà lâm sàng em đã đẩy lên hệ thống. Vâng. Và chẩn đoán là tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng, xơ gan, tăng huyết áp, thang điểm CPUT được 11 điểm. Thì báo cáo dùng thuốc thì ceftriaxone 1 g/2 lọ trên ngày, aceclidine nhân 1 viên trên ngày, spironolactone 25 mg nhân 1 viên trên ngày, furosemide 40 mg nhân 1 viên trên ngày, Calliozid 600 mg nhân 2 viên trên ngày, Actiso nhân 4 viên và albumin thì bệnh nhân truyền 200 mg, 200 g trên lít 50 ml, thì bọn em cho truyền một lọ trên ngày. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 8 10 lần trên phút, huyết áp 140 80 mét thủy ngân, không đau tức ngực, không có thở, tim đều T1 T2 rõ, phổi thông khí tốt, không có gan, phổi phải 1 phần 2 dưới vẫn còn mất thông khí, bụng tuần hoàn lòng vệ, gan to ấn tức, phản hồi gan, tim mạch cổ ấn tính, các cơ quan khác không phát hiện vì đặc biệt, bệnh nhân đã được chọc giò dịch màng phổi được 1.500 ml dịch màu vàng chanh. Bệnh nhân đã được chọc giò ngày 28. Và có thể em đề nghị cái hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa hô hấp, chuẩn đoán hình ảnh và hướng điều trị như thế đã hợp lý chưa, hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân sau khi ra viện. Và em xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bạn. Hiện nay bệnh nhân cái lần chọc dịch cuối cùng là cách đây bao nhiêu lâu ạ? Cái dịch màng phổi ạ? Báo cáo thầy là lần trước là bệnh nhân chỉ chọc là màng bụng ạ, không phải màng phổi. Tôi thấy ở trong này có Lần ghi này là mới là tràn dịch màng phổi nữa ạ. chưa chọc màng phổi ạ. Tôi thấy bảo chọc ra dịch vàng Vâng. chanh mà. À vâng ạ, chọc hôm 28 là hôm 28 là sau 2 hôm khi vào viện ạ. À, nghĩa là có chọc màng phổi rồi đúng không? Có cái phim chụp là phim chụp sau khi chọc đúng không ạ? Tôi thấy một lúc có hai cái phim, một Vâng phim ạ. là chụp dịch rất nhiều, sau là dịch còn ít hơn. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng ạ. Mai xin phép mời cô Chi ạ, vì bệnh nhân này tôi nghĩ là chắc là tổn thương chủ yếu là do cái xơ gan thôi, còn cái tăng huyết áp thì bệnh nhân cũng không không tăng huyết áp cũng không nhiều đâu. Điện tâm đồ bệnh nhân cũng biểu hiện là trục trung gian thôi. Mời cô Chi ạ. Thưa thầy Hiếu và các anh chị, bệnh nhân này thì về chẩn đoán xơ gan thì không có gì đáng bàn cãi nữa. Bệnh nhân đã có tiền sử chẩn đoán và hiện tại bây giờ thì cũng đầy đủ các triệu chứng của xơ gan. Tuy nhiên thì bệnh nhân này thì có một lần này có cái yếu tố mất bù là bệnh nhân có tràn dịch màng phổi và cổ trướng. Chính vì thế thì bệnh nhân có vào viện để điều trị. Thì ở trên này thì thấy các anh chị đã chọc dịch màng phổi để làm xét nghiệm rồi. Thế nhưng mà dịch ổ bụng các anh chị đã chọc làm xét nghiệm chưa? Có làm xét nghiệm dịch ổ bụng không? Báo cáo cô, báo cáo thầy là xét nghiệm rồi, không có tế bào. Vâng, tại vì khi mà bệnh nhân xơ gan vào viện thì bao giờ cũng sẽ phải chọc dịch cổ trướng để loại trừ những cái nhiễm trùng ở trong dịch cổ trướng. Vì bệnh nhân này thì trên xét nghiệm thì thấy có cái chỉ số viêm CRP bệnh nhân này tăng khá là cao. Nếu mà loại trừ sau khi loại trừ nhiễm trùng dịch cổ trướng thì dịch màng phổi mình cũng loại trừ nhiễm trùng rồi thì chúng ta có thể bắt đầu điều trị bằng lợi tiểu cho bệnh nhân. Thế tuy nhiên về cái điều trị lợi tiểu thì với cái điều trị ban đầu tiên như thế này thì cũng có điều nó chưa hợp lý. Với cái liều khởi đầu của bệnh nhân xơ gan khi mà bắt đầu điều trị lợi tiểu thì chúng ta sẽ dùng spironolactone với liều 100 mg một ngày chứ không dùng liều 25 như thế này.
và mình sẽ có thể phối hợp với furosemide với trong trường hợp mà bệnh nhân dịch ổ bụng và dịch màng phổi nhiều như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân. Thông thường sau khoảng 3 ngày thì mình sẽ phải làm lại cái xét nghiệm điện giải đồ để xem cái chức năng thận cũng như điện giải của bệnh nhân có rối loạn gì hay không. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng với liều lợi tiểu tốt, tức là một ngày người ta có thể giảm được từ 0,5 đến 1 kg điện giải, không rối loạn chức năng thận, không rối loạn, thì mình có thể tiếp tục duy trì cái liều lợi tiểu đó. Còn trong trường hợp là bệnh nhân chưa đáp ứng, tức là cái lượng giảm cân của bệnh nhân không được đến 0,5 kg và nước tiểu thì chưa đảm bảo, thì mình có thể tăng tiếp liều lợi tiểu nếu mà trong trường hợp mà chức năng thận cũng như điện giải đồ nó vẫn còn tốt. Thế tuy nhiên thì có những cái bệnh nhân mà sau khi điều trị khoảng 3 đến 5 ngày thì bắt đầu có rối loạn chức năng thận, creatinine, ure nó tăng lên hoặc điện giải natri nó thấp, thì lúc đấy mình bắt buộc phải bổ sung albumin và mình sẽ dừng lợi tiểu và sẽ chọc tháo ở dịch ổ bụng. Vâng. Còn các cái điều trị về albumin thì chị có thể chia sẻ kinh nghiệm, các bạn vẫn đang dùng theo bệnh nhân này thì về albumin thì bệnh nhân là lúc đầu vào thì là dưới 25 g/L, mình có thể bù albumin, tại vì bù albumin thì cũng là một cái góp phần để tăng cái đáp ứng của bệnh nhân với thuốc lợi tiểu. Cái thứ hai là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà không thể sử dụng được lợi tiểu, mà lúc đấy bệnh nhân có những cái biến chứng của dịch như là bệnh nhân rất là khó thở, căng tức bụng, dịch màng phổi gây cho bệnh nhân khó thở nhiều, thì lúc đó chúng ta có thể là vừa chọc tháo dịch và vừa truyền albumin. Thông thường thì là chúng ta sẽ không thể chọc tháo quá nhiều, vì chọc tháo quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến huyết động và làm cho chức năng thận của bệnh nhân có thể tồi đi ạ. Vâng. Cảm ơn chị Chi. Thầy Hoàn có bổ sung gì không? Vì tôi nghĩ là cái dịch màng phổi này cũng hay gặp trong sơ gan mà. Vâng. Thầy có chia sẻ gì kinh nghiệm mời thầy. Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô. Xin chào các bạn đồng nghiệp. Em xin phép được thầy lưu cho chiếu cái phim X-quang hai phim nhân lên dạ. Vâng, em cũng xin phép có ý kiến luôn, tức là về cơ bản thì chúng ta thấy là bệnh nhân sơ gan như thầy Hiếu nói thì sẽ có tràn dịch màng phổi rồi cổ trướng và có thể phù toàn thân. Có khoảng 20% bệnh nhân thì sẽ có tràn dịch màng phổi một bên. Bệnh nhân của chúng ta thì các bạn thấy tràn dịch màng phổi một bên phải. Tuy nhiên thì cái trường hợp này thì em thấy là cái dịch màng phổi phải nó tương đối là nhiều. Và các bạn cũng đã chọc ra thì là cái dịch mà màu vàng chanh đậm, chứ cũng không giống như là dịch trong sơ gan. Đôi khi có thể nó có cả bilirubin trong đấy, nó tăng một chút thì nó cũng có thể ảnh hưởng cái màu sắc. Tuy nhiên cái quan trọng và mấu chốt của vấn đề vẫn là cái dịch này là dịch thấm hay dịch tiết. Mình sẽ phải xét nghiệm. Các bạn có nói là xét nghiệm tế bào, ở đây không có tế bào. Tôi hiểu các bạn đang muốn nói đến là cái tế bào ung thư đúng không? Chứ còn dịch nào, dịch thấm hay dịch tiết thì cũng sẽ có tế bào ở trong đấy, chỉ là cái số lượng thành phần nó thay đổi hay thôi, chứ còn không có dịch nào mà lại không có tế bào gì cả. Tôi hỏi ở bệnh viện Yên Bình là các bạn có làm được phản ứng Rivanta đối với dịch màng phổi và dịch cổ trướng không ạ? Báo cáo với thầy là bọn em chưa làm được ạ. Vâng ạ. Thế tế bào học thì các bạn có thể soi được xem trong cái mẫu tế bào đấy nó cái thành phần của nó là bạch cầu lympho là chính hay là bạch cầu đa nhân trung tính là chính hay không ạ? Hoặc là các bạn có thể làm cái đơn giản nhất là chạy dịch màng phổi và dịch cổ trướng bằng cái máy chạy công thức máu ấy ạ. Thì chúng ta cũng có thể sơ bộ đánh giá được đây nó là một cái dịch viêm cấp hay nó là một cái đáp ứng viêm mãn tính, thông qua việc thay đổi các cái công thức tế bào. Việc tăng bạch cầu đa nhân trung tính là chính thì chúng ta hướng đến các cái viêm cấp tính. Thế còn tăng bạch cầu lympho là chính thì chúng ta lại phải hướng đến các bệnh lý viêm mãn tính, đặc biệt là bệnh lao. Ở đây lúc nãy cô Chi có nói đến một cái vấn đề là các yếu tố viêm của bệnh nhân này khi mà xét nghiệm thì CRP nó tăng. Do vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là mình phải đi tìm các bệnh lý nhiễm trùng, đặc biệt là bệnh lao. Ở những bệnh nhân mà sơ gan thì hoàn toàn nó có giảm cái sức đề kháng và có thể bị nhiễm lao, cũng có thể là bị viêm mủ màng phổi, cho nên cái xét nghiệm tế bào học của dịch màng phổi nó rất quan trọng ở đây ạ. Vâng. Viêm mủ màng phổi thì chắc bệnh nhân này cũng không nghĩ đến nhiều, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cần phải kiểm tra xem bệnh nhân có thể bị các cái bộ nhiễm lao. Vâng, em cũng đồng ý như vậy. Về cơ bản thì mình không nghĩ đến là mủ đại thể, nhưng một số trường hợp thì nó cũng là cái mủ vi thể. Bệnh nhân cũng bệnh nhân lâm sàng thì cũng không có sốt. Vâng, đáp ứng tốt với điều trị rồi. Dạ. Vâng. Thì bây giờ chúng ta cái này chúng ta đã nói ở trong các cái phiên trước, chúng tôi nhớ có rất nhiều trường hợp ở bệnh viện huyện tận trên Mường Khương chúng ta còn làm được dịch màng phổi bằng chúng ta lấy luôn cái dịch cho vào ống và quay như là quay hồng cầu ấy, xét nghiệm máu công thức máu ấy, và chúng ta có thể làm được, không sợ hỏng đâu ạ, yên tâm máy không hỏng đâu, các anh chị cứ mạnh dạn dùng. Bọn tôi cũng đã thử một số bệnh viện huyện rồi, nhưng quan trọng nhất là sẽ không thanh toán được, đúng không anh ạ? Chúng ta cũng cố vì bệnh nhân, thì chúng ta biết là những trường hợp mà tràn dịch màng phổi
mà tái phát, tôi nghĩ chắc hôm nay sẽ lại tái phát lại rất là nhanh đấy. Chúng ta chưa tìm được nguyên nhân là chúng ta sẽ tái phát lại rất nhanh, thì chúng ta phải tự tìm. Còn nếu mà bệnh nhân này các anh chị theo dõi hết tuần này mà dịch nó hết đi, mọi thứ nó tốt lên, albumin do mình điều trị lợi tiểu albumin tốt thì bệnh nhân sẽ tốt lên, thì chúng ta không thôi cũng không phải làm cho bệnh nhân tiếp tục theo dõi điều trị chuyên khoa tiêu hóa. Tuy nhiên trong tuần này mà anh chị chụp lại CT hoặc chụp lại X quang mà thấy dịch màng phổi nhiều lên thì chúng ta phải tìm nguyên nhân. Vâng, các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Em xin có ý kiến thêm. Vâng, mời thầy Lưu. Cái này thì cũng nghe các anh chị trình bày khám là bệnh thấy cái gan to và chắc, thì trên X quang này cũng nhìn thấy đây là cái bờ gan, một cái sơ gan. Cho hình ảnh X quang ạ. X quang đây thì kíp kỹ thuật ạ. Vâng. X quang bình thường đây nhìn bờ gan này lồi xuống dưới này, tức là cái bờ gan, cái gan này to mà bờ lồi không đều. Những trường hợp như này bao giờ cũng phải nghi ngờ có u gan ạ. Nhất là trong những đợt tiến triển mà tràn dịch đa màng như trên u gan, trên sơ gan thì rất có thể có một đợt. Vâng. Một anh cho cái hình sau khi chọc dịch xem cái bờ gan nó có cao lên không? Sau chọc dịch còn một cái hình X quang nữa. Tại vì tôi sợ dịch màng phổi khá nhiều bệnh nhân này. Đây. Cái hình này thì không, đây, lại hụt không thấy được. Vâng, nhưng mà cái hình này không phải dịch đâu ạ, đây là bờ gan đấy ạ. Vâng, nhưng tôi sợ nó có đẩy cái dịch màng phổi trên ấy. Nhưng mà bệnh nhân này thì siêu âm gan rồi, không có u cục gì đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà rất nhiều trường hợp u gan thể thâm nhiễm thì, vâng, thì khó quan sát ấy, phải quan sát kỹ. Yên Bình lắp máy CT rồi đúng không ạ? Các bạn Yên Bình đã lắp máy CT chưa? Sắp có thôi ạ. Vâng, sắp ạ. Vâng. Cái này cũng nên kiểm tra kỹ nguyên nhân cho bệnh nhân, và ở bệnh nhân này thì chúng ta cũng không loại trừ được hai cái bệnh lý mà thầy Hoàn cũng như là thầy lưu ý, một là các xem có cái u cục gì không, thứ hai là có thể kèm theo cái lao phổi, màng phổi. Vâng, các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, thầy không ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin phép đến bệnh viện.